Sáng nay, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Thanh Hóa giai đoạn 2013-2017 bằng các giải pháp cải thiện trong giai đoạn tới. Dự nghị có Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Thị Thìn và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Bá Oai, lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 27 huyện, thị xã, thành phố, các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo số liệu công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Thanh Hóa năm 2017 đạt 62,56 điểm, đứng thứ 28 cả nước, thứ hai khu vực Bắc Trung Bộ, tăng 3 bậc so với năm 2016 về thứ hạng và 3,92 điểm về mặt điểm số. Có 6 trong số 10 chỉ số thành phần của Thanh Hóa tăng thứ hạng so với năm 2016, đó là doanh nghiệp gia nhập thị trường thuận lợi hơn, xếp thứ 9 trên 63 tỉnh, thành phố, thủ tục đăng ký doanh nghiệp thay đổi ấn tượng, doanh nghiệp tiếp cận đất đai dễ dàng hơn, xếp hạng thứ 6 trên 63. Gánh nặng tuân thủ cho doanh nghiệp giảm bớt, xếp hạng 39 trên 63. Môi trường kinh doanh xếp hạng 48 trên 43. Chính quyền được đánh giá năng động, sáng tạo hơn trong việc tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, xếp hạng thứ 30 trên 63. Tuy nhiên, vẫn còn 4 trong số 10 chỉ số thành phần giảm thứ hạng so với năm 2016, gồm tính minh bạch, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động và thiết chế pháp lý. Với mục tiêu phấn đấu quay trở lại top 10 của cả nước và đứng thứ 6 về chỉ số PCI đến năm 2020, tỉnh Thanh Hóa đã và đang tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã có kết luận số 46 về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 02 năm 2011 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Tỉnh đã ban hành và thực hiện nghiêm khung tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đang tiếp tục chỉ đạo xây dựng ban hành các quy định về trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn, đồng thời ban hành một số quy chế phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước. Thủ tục hành chính được kiểm soát toàn diện qua Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, 24 Trung tâm Hành chính công cấp huyện, thị, thành phố, góp phần đảm bảo công khai, minh bạch, tạo sự thuận lợi cho tổ chức và cá nhân. Các sở, ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã rút ngắn 30% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường so với các quy định hiện hành. Ủy ban dân tỉnh và các ngành chức năng, các huyện, thị, thành phố tiếp doanh nghiệp định kỳ mỗi tháng một lần để tiếp nhận và giải quyết các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Theo đánh giá của đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, từ năm 2013 đến nay, Thanh Hóa đã rất nỗ lực cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, có những sáng kiến rất tích cực. Điểm số các chỉ số thành phần trong PCI của Thanh Hóa liên tục tăng qua các năm. Nhưng trong bối cảnh tất cả các tỉnh đều nỗ lực cao, Thanh Hóa cần nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa để cải thiện chỉ số PCI năm 2018 và các năm tiếp theo. VCCI khuyến nghị Thanh Hóa tập trung cải thiện chất lượng giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh của tòa án, nắm bắt và giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm khách hàng, tiếp cận các nguồn vốn, ứng phó với biến động thị trường, nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là phải nâng cao hiệu quả, tạo áp lực thực thi các sáng kiến cải cách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ở cấp sở, huyện, thị, thành phố, cấp xã và ở từng công chức. Muốn cải thiện chỉ số PCI, trước hết Thanh Hóa cần tập trung cải cách thủ tục hành chính trong những nhóm thủ tục ở sau khâu đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể hơn là tập trung vào các lĩnh vực sau: thuế, quản lý thị trường, đất đai, bảo hiểm xã hội. Thứ hai là đề nghị tỉnh thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại nghị quyết 20, tại chỉ thị 20 năm 2017 về chấn chỉnh công tác thanh tra kiểm tra doanh nghiệp. Thứ ba là cần nỗ lực giảm chi phí không chính thức cho doanh nghiệp, tăng cường công khai minh bạch về thông tin và kết hợp với đề cao kỷ cương kỷ luật trong và liêm chính trong cán bộ và tăng cường sự giám sát của người dân và doanh nghiệp tại các sở ngành và các cái quận huyện. Thứ tư là tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các doanh nghiệp dân doanh, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI là một nhiệm vụ quan trọng liên quan đến tăng trưởng và phát triển bền vững. Thời gian qua, tỉnh đã có nhiều cố gắng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đã có những năm vươn lên đứng ở vị trí thứ 8, thứ 10. Tuy nhiên, việc cải thiện chỉ số PCI của tỉnh không ổn định. Để thực hiện mục tiêu đến năm 2020, Thanh Hóa có 20.000 doanh nghiệp hoạt động, đưa PCI của Thanh Hóa quay trở lại top 10 trong cả nước và đứng thứ 6 về chỉ số PCI năm 2020. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng yêu cầu các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cần chỉ đạo thực hiện trong năm 2018 và các năm tiếp theo. Về nỗ lực của các sở ngành, các huyện thì chúng ta phải tập trung thực hiện một số cái nhiệm vụ sau. Thứ nhất là phải tập trung hoàn thiện về thể chế,
Đây là cái yếu tố để ổn định được BCI. Nếu như chúng ta không có thể chế tốt thì BCI sẽ không ổn định. Phải tập trung hoàn chỉnh cái thể chế về cái trách nhiệm của các cấp các ngành, của người đứng đầu của các cấp các ngành gắn với cái việc đánh giá, cái việc hoàn thành trách nhiệm. Phải có một cái thống nhất chung, tức là làm rõ cái trách nhiệm của giám đốc sở, chủ tịch huyện, chủ tịch xã trong từng cái công việc, và đồng thời với nó là cái cơ chế đánh giá thang điểm cho từng cái loại trách nhiệm, và cuối cùng là vấn đề là ai là người kiểm tra đánh giá cái trách nhiệm đó, và sau này sẽ có một phần mềm về cái đánh giá làm rõ trách nhiệm để chấm điểm, để làm nào để lượng hóa được cái đánh giá được cái việc hoàn thành nhiệm vụ của các sở ngành, của người đứng đầu, của người cấp phó người đứng đầu trong các lĩnh vực. Phải tiếp tục tăng cường cái quy định về cái công khai trong các cái giải quyết thủ tục, công khai trong các cái hoạt động. Đối với các dự án đấu thầu sử dụng đất, các dự án PPP, các dự án về đấu giá đất, là ngoài cái công khai theo quy định pháp luật ra thì phải công khai trên báo Thanh Hóa, công khai trên cổng thông tin điện tử. Phải nâng cao cái hiệu quả hoạt động của cái trung tâm hành chính công. Đề nghị các ngành là tất cả các thủ tục đều qua trung tâm hành chính công để giám sát. Này, chúng ta có một cái đề án về xây dựng chính phủ điện tử và phát triển các dịch vụ về thành phố thông minh. Tiến tới là sẽ có nhiều cái thủ tục hành chính được thực hiện ở cấp độ 4. Cái ứng dụng công nghệ thông tin là một trong các cái điều kiện để công khai minh bạch, một trong các điều kiện để phòng chống được các cái tiêu cực là và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm chi phí thời gian cho doanh nghiệp. Đề nghị các ngành là kiên trì 4 tăng, 2 giảm và 3 không. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh các nhiệm vụ về tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở ngành trên các lĩnh vực, giảm chồng chéo và minh bạch trong thanh tra kiểm tra, duy trì nâng cao hiệu quả hoạt động đối thoại, tiếp nhận, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp từ tỉnh đến huyện, phát triển các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các hiệp hội doanh nghiệp hoạt động thuận lợi, thực hiện hiệu quả chương trình đào tạo khởi sự doanh nghiệp, đào tạo bồi dưỡng doanh nhân của tỉnh, kết hợp với chương trình của các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực, trình độ, hiểu biết pháp luật, hiểu biết về thủ tục hành chính của doanh nghiệp, đầu tư hoàn thiện hạ tầng, mở rộng mạng lưới cung cấp điện, nước tại khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của chính phủ và của tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu, nỗ lực thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành ở đơn vị địa phương mình, góp phần vào mục tiêu chung của tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đưa PCI của Thanh Hóa quay trở lại top 10 tỉnh có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cao nhất cả nước.